đây là Kỳ Tạc. Người Bắc gọi là Kỳ Quốc. Cây ổi. Thanh long ruột đỏ. Cóc Thái Lan. Dưa luồng Malaysia. Đây là mảng Cầu Giai. Cây bú sữa chiếc cành đang trồng trong chậu. Đây là cây nhãn. Trái còn non. Cây xoài năng độc mai Thái Lan. Đây là cây sabuche. Buddha Belly Bamboo. Đây là cây mãng cầu sim. Dưa luồng Malaysia. Cạnh cái dưa luồng là cây vải. Đây là cây vú sữa chiếc cành trồng được một năm nay, hy vọng sang năm có trái. Xoài Thanh Ca.
Ở đây có thêm 7 cây mẫn còn dai.